Xin chào các bạn đến với kênh Netmedia CCTV. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái ảnh poster kiểu mặt cắt giống như trong phim Harry Potter các bạn nhìn trên màn hình nè. Đó, rất là đẹp đúng không? À, cái stemless này á mình sẽ lấy từ trang tinynewpaper.com các bạn. Đây là những cái mẫu miễn phí. Các bạn nhìn đây. Đó. Nhìn những cái poster này á, thì nó rất là ấn tượng và đẹp mắt phải không? Thì nó thực hiện cũng rất là dễ dàng khi mà bạn đã có được cái mẫu, cái slide sẵn như thế này. Thì sau đây mình sẽ thực hiện cái mẫu chèn cái hình vào để làm mặt cắt cho cái ảnh poster của mình. Rồi sau đó các bạn cũng thực hiện tương tự thì sẽ có được những cái hình ảnh riêng của mình và đẹp mắt hơn các bạn. Thì các bạn theo dõi nè. Thì trước tiên chúng ta cần phải có một cái hình ảnh để chúng ta làm. Thì bạn lấy hình bất kể ở đâu và hình của mình hoặc là của ai đó cũng cũng được. Ở đây mình sẽ lấy một cái tấm ảnh của Harry Potter luôn, mình in sạch chưa, mình lấy ở trên mạng nè. Thì bạn in sạch một cái hình vô thì nó nằm phía dưới, bạn chọn vào cái layout option này, bạn cho nó nằm lên phía trên. Ok, và các bạn để ý sau đó chúng ta sẽ canh chỉnh làm sao để cho cái hình của chúng ta nó vừa vào cái khung cái slide đã thiết kế sẵn đây. Thì nếu mà không vừa thì các bạn có thể dùng crop của Word, các bạn crop lại cho nó vừa cái khung mà mình cần lấy. Sau đó mình sẽ chỉnh sửa cho nó vừa cái khung này. Đây là những cái móc, ví dụ như bên hông này các bạn, mà bạn chỉnh cái top trước ha. Đó, cái top thì nó ngang vào phía trên của cái slide đó, cái mình gọi tắt là cái khuôn mẫu đó. Đó, cái top là cái khuôn mẫu đây, mình sẽ kéo cho nó rộng ra, nó bằng cái khuôn mẫu của mình đây, bên tay phải khuôn mẫu bên tay phải. Rồi các bạn nhìn xem bên tay trái có bằng chưa, như bằng luôn. Rồi sau đó mình sẽ cắt bớt cái bức ảnh này bằng cái công cụ crop của Word, crop lên cho nó vừa cái mí hình. À, mí hình này nó vừa thì nó sẽ bị mất cái ấy, không được đẹp. Mình sẽ lấy ngay cái cần cổ này đi. À, như vậy mình sẽ crop phía trên cho nó xuống một chút, tùy thôi, tùy bức ảnh thôi. Các bạn di chuyển lên, lấy một cái đường line và một cái neo, một cái vị trí phía trên, bên trái bên phải. Để tới đây đi. Bên phải cũng là vừa nè. Và như vậy chúng ta đã cắt gọt xong một cái bức ảnh làm poster. Tiếp theo là chúng ta nhân bản nó lên một cái bức ảnh mới bằng cách bạn lích chuột vào, bạn kết hợp phím Ctrl và bạn kéo nó đi là copy ra một bức ảnh nữa. Bức ảnh này mình để dành ở đây nha. Xong rồi, bức ảnh thứ nhất chúng ta sẽ crop nó lại nữa, nghĩa là cắt nó lại nữa. Các bạn dùng công cụ cắt này. Các bạn để ý cắt cho nó vừa vào một cái mảnh ghép ban đầu của cái khuôn mẫu của mình. Zoom lên zoom xuống này rất là dễ nha. Đây, mình cắt vừa vào khuôn mẫu đây. Các bạn để ý là nó phía dưới có hình mờ mờ đó, thành ra mình rất là dễ dễ cắt. Đó. Cắt cho vừa nó. Vừa nằm phía trong. Mình chỉnh cho nó dễ dàng thôi, không có gì khó hết. Quá thì các bạn cứ zoom bự lên các bạn chỉnh thôi. Một miếng ghép là xong. Rồi, các bạn giờ cái hình nãy mình copy ra đó lên một cái điểm neo của mình, đó là neo mình tên top nè.
nail top và nail bên tay trái nè, cho nó vừa cái mí nè. Đó. Và khi này bạn sẽ cũng copy ra một cái bảng nữa để dòng. Rồi chúng ta sẽ cắt một cái bảng này thành một cái miếng ghép khác, miếng ghép thứ hai. Miếng thứ hai là đây. Đây. Vừa khít vô miếng thứ hai nha. Chúng ta có được miếng ghép thứ hai. Bạn cứ kéo lên làm như vậy thôi. Tiếp tục làm như thế cho hết cái bức ảnh của chúng ta, và mình sẽ làm mà mình không có nói nữa nha. Khi nào cần lưu ý những gì thì mình mới nói. Đối với Word 2010 và 2016 thì nó rất là dễ thực hiện các bạn, rất là thông minh, nói chung là rất là dễ làm. Chúng ta làm tỉ mỉ thì nó đẹp, nó cũng nhanh thôi. Các bạn là nhớ để tấm hình sau tấm hình đầu á, thì nó cuối cùng cái điểm neo để nó khớp với nhau đó. Khi chúng ta kéo thì các mảnh ghép nó mới trông tự nhiên. Hot map nè, crop nè, crop nó lên. Đấy, thấy không? Được mảnh thứ tư rồi nè. Làm mảnh nào cho nó gọi mảnh đó luôn. Để chỉnh sửa nó lâu các bạn làm cái nào cho nó xong cái mảnh đó luôn là nó rất là mèo. Đấy. Đẹp nha. Này mình chụp cho mình một tấm ảnh chân dung và mình làm như thế này, sau đó mình in ra một poster của riêng mình thì nó rất là đẹp luôn. Tuyệt vời. Mình thấy được cái khuôn mẫu này là mình thích rồi. Nên làm và chia sẻ với các bạn. Ban đầu mình cũng không biết cách làm, nhưng mà mình coi tham khảo trên trang á, trang có hướng dẫn và mình thực hiện cho các bạn xem luôn, các bạn dễ thực hiện. Khi các bạn làm quen ta rồi thì nó nhanh lắm, cực nhanh, không có gì đâu. Cứ một mảnh ghép là một tấm hình. Thì đây là bao nhiêu mảnh ghép thì nó bao nhiêu cái tấm hình mình copy ra thế này. Cứ làm tương tự từ trên xuống, từ trái qua phải, sẽ không bị sót nữa. Các bạn để ý là mình để nằm trong cái
cái khuôn là màu xám của cái mẫu thôi nha, còn cái đường viền của nó thì các bạn không nên làm bít lên luôn, bởi vì đó là những cái hiệu ứng nó làm cho nổi những cái mặt cắt lên, mà bạn làm bít luôn á thì nó cái mặt cắt nó không còn được nổi như ý muốn mình nữa đâu, nó không được đẹp. Nắm cái góc thì bạn sẽ điều chỉnh được kích thước của hai cạnh luôn. Công việc cũng khá tỉ mỉ nha các bạn. À, thấy được cái con mắt rồi, tuyệt vời đó chứ. Là nhanh, quen tay rồi, rất là nhanh. Độc và lạ. Các bạn có thể copy ra nhiều hình nữa các bạn. Cho nó nhanh thì các bạn cứ copy ở đây, đây đây. Rồi các bạn lôi lên như dễ. Đó, copy ra nhiều hình luôn. Khỏi cần mỗi cái mà copy lâu lắm. Mỗi lần mình làm cái này, mình sẽ có một cái kinh nghiệm cho nó nhanh hơn. Đúng không? Làm thì sẽ có kinh nghiệm hơn. Đâu rồi? À, nó còn cái hình nhỏ trên các bạn ơi. Xong rồi cũng là kéo cái hình này lên luôn, nãy làm rồi nhưng nó copy rồi, nhanh căn chỉnh cho nó đều bên hồi nãy mình lấy mẫu đó là sẽ đúng. Nói chung các bạn có thể có những cách làm khác để lấp đầy những cái lỗ này, và cách nào cũng được, yêu cầu bạn làm cho nó đúng cái vị trí của từng cái mảnh ráp là được thôi, không đúng vị trí thì ra cái hình nó không có đẹp, nó chênh lệch nhau cái tỷ lệ mắt mũi miệng đó, xấu lắm đó. Mình thấy mình làm cách này là nó nhanh nhất và nó đúng chuẩn, nó chuẩn. Quên rồi, cái mình có gì vậy trời? À, có rồi. Nào, nhiều khi quên nha. Rồi thì mình giờ nó qua bên tay phải.
Các bạn chú ý là chỉ để cái tấm cắt của mình nó chọn vào cái khung xám của cái khuôn mẫu thôi nha, thì nó mới là nổi bật được những cái hiệu ứng như các bạn. Gần xong rồi. Gần xong rồi. Copy ra mới nữa coi. Cứ nhấn Ctrl và kết hợp với kéo chuột là ra một cái bản copy cực nhanh thôi đó, không có gì là lâu hết. Nó chỉ còn có thao tác là copy ảnh và cắt ảnh, canh chỉnh ảnh lại xong. Xong rồi, chỉ còn một mảnh ghép cuối cùng nữa thôi. Mảnh ghép này nó nằm phía dưới cái mảnh kia rồi, khó thấy quá thì bạn đem nó lên phía trên bằng cách bring to front nha. Nhắc lại một lần nữa là các bạn phải neo các hình nó cùng một vị trí khi mà tấm hình nó còn full như thế này, có nghĩa là canh bên bên phải, bên trái, phía trên của nó cho nó cùng một vị trí, rồi sau đó chúng ta mới tiến hành là cắt ảnh nha. Để cái tấm sau mà các bạn làm nó canh không có đúng vị trí của tấm đầu thì cái ảnh của chúng ta không có đẹp. Nó lại một lần nữa. Ok, xong rồi đó các bạn. Đây, mình zoom nhỏ cho các bạn xem. Đây là tấm hình hồi nãy nè. Đó, đây là tấm hình mặt cắt. Đẹp không? Đó. Cái nền hoặc là chữ thì các bạn có thể thêm vào tự nhiên luôn. Các bạn thêm vào tự nhiên luôn, ví dụ như cái màu nền thì các bạn có thể vẽ một cái bot hình sáp nè, như hình này màu xanh nè, bạn đem nó ra phía sau lưng đó. Rồi xong các bạn thêm chữ. Thêm chữ. Quạt hạt luôn ha. Đại một chữ nào đó đi. Mình thêm lại. Footer. À. Đây, cái file mẫu này mình sẽ để nó ở trên trang giáo án chấm lin và nó sẽ có cái đường link ở phía dưới để cho các bạn download tải về và các bạn sử dụng nha.
Và cứ chèn giống như nãy giờ mình chèn đó, thì nó sẽ ra cái hình nó đẹp như thế này đây nè. Rồi đây là cái ảnh của trang Tinini Paper làm, còn đây là cái ảnh mình mới thực hiện cho các bạn xem, thì nó cũng rất là đẹp y chang nhau, không có gì khác hết. Ngoài ra bạn có thể trang trí thêm chữ hoa văn gì ở phía phía dưới phía trên này thì nó sẽ đẹp hơn. Thì đến đây cái video của mình xin được kết thúc. Chúc các bạn tạo thành công cho mình được những cái ảnh poster mặt cắt như thế này trông rất là ngầu nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo.